lượm được bé mèo hoang có quả bụng trân châu hoàng kim, cô gái có quyết định làm ai cũng cảm động. Bữa mình lượm được con bé mèo có quả bụng trân châu hoàng kim này nè. Nhà mình thì nuôi 7 đứa rồi, nên mình chỉ giữ tạm nó vài hôm thôi và tìm chủ mới cho nó. Cái bạn mà nhận nuôi nó là thương nó dữ lắm luôn á nha. Vậy mà không biết sao Su Cà Na về nhà người ta không chịu ăn uống rồi còn bị ải chĩa nữa. Trời, hôm qua chủ của nó nói với mình là bây giờ bé nó yếu quá rồi chị ơi. Tôi nghe mà tôi sảng hồn luôn á. Mẹ mình cũng thương nó lắm nên mà nghe nó bị vậy, nó kêu là thôi bây giờ đưa nó về nhà mình đi để mẹ mình chăm chừng nào cho nó khỏe mạnh rồi đưa chủ mới cũng được. Một cô gái có sở thích nuôi mèo và chuyên cứu những bé mèo hoang bị bỏ rơi đã làm nhiều người không khỏi nể phục. Khi mà giữa bộn bề của cuộc sống, người ta ăn còn chưa no, lo còn chưa tới, thì ở đâu đó vẫn có những người tốt bụng đến lạ kỳ, hàng ngày vẫn chăm sóc và cưu mang những bé mèo hoang để làm đẹp thêm cho đời. Và mới đây, cô gái ấy đã lượm được một bé mèo con có quả bụng trân châu hoàng kim khá yếu ớt. Sau khi chăm sóc vài hôm để sức khỏe nó ổn định, cô gái tốt bụng trên đã quyết định tìm chủ mới cho nó vì nhà đã nuôi đến 7 đứa. Tuy nhiên, sau khi về nhà mới, bé mèo có chiếc bụng độc lạ này trở bệnh trở lại. Nó yếu đi rõ rệt và không còn mấy sức sống. Biết được tin, cô gái đã nhanh chóng mang bé mèo hoang kia về nhà mình để chăm sóc. Được sự quan tâm và tình yêu thương hết lòng, chiếc bé mèo nhỏ này đã tiến triển hơn, ngày càng khỏe mạnh và dần bình phục trở lại. Qua chủ của nó nói với mình là bây giờ bé nó yếu quá rồi chị ơi, tôi nghe mà tôi sảng hồn luôn á. Mẹ mình cũng thương nó lắm nên mà nghe nó bị vậy, nó kêu là thôi bây giờ đưa nó về nhà mình đi để mẹ mình chăm chừng nào cho nó khỏe mạnh rồi đưa chủ mới cũng được. Đưa nó về nhà là mẹ mình bơm nước đường vô cho nó uống liền, xong chậm vía nó tỉnh lại được rồi nè. Chậm vía thêm cái nữa chịu ăn uống luôn nha. Rồi cà nhoi la bậy hải thấy thương dễ sợ luôn á. Nên bây giờ hiện tại là mặc dù có chủ nhận nuôi rồi, nhưng mà bé nó chắc phải ở nhà mình thêm một thời gian nữa mới giao cho chủ mới được. Chủ mới thì thương nhớ trông ngóng đón nó về từng ngày vậy đó. Còn nó làm như yêu quý cái căn nhà này của tôi lắm hay sao á, mà cứ kiếm chuyện ở đây hoài à, gầu dễ sợ luôn. Nghe câu chuyện của cô gái nhỏ có tấm lòng tốt bụng kể lại mà ai cũng nể phục. Có lẽ dù là mèo hay bất cứ con vật nào thì chúng vẫn cần một thứ gọi là tình thương. Chỉ cần được chăm sóc, được quan tâm đầy đủ thì lũ bốn chân này chắc chắn sẽ trở nên đáng yêu hơn và khỏe mạnh hơn. Cảm ơn các bạn vừa xem xong video của Gâu Đần, kênh thú vị và hấp dẫn nhất trong cộng đồng yêu thú cưng Việt Nam. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi chúng mình ở video sau nha!